Thì tương tự như thế cái việc thị trường chứng khoán giảm. Vậy hành động nhà đầu tư là gì? Thì ở trên màn hình này Phục cũng đã chia sẻ rất rõ. Đầu tiên là đặc điểm. Phục chia ra, AZFIN chia ra làm 3 đặc điểm. Một là full margin, tức là margin kịch rồi. Hai là tỷ vọng trọng cổ phiếu tương đối cao 90-100%. Ba là tỷ trọng cổ phiếu thấp, tức là ví dụ cổ phiếu khoảng 3-4% có loại tiền. Đấy là đặc điểm. Rồi tiếp theo, cái đặc tính của nhà đầu tư. Tính chất đầu tư của họ là ngắn hạn hay dài hạn. Đó, thì lại có những cái cách ứng xử có thể khác nhau. Ví dụ nhà đầu tư full margin chẳng hạn, ngắn hạn như vậy là rủi ro cao. Vì sao? Thị trường hoàn toàn có thể sụt thêm và họ có thể bị call margin rất mạnh. Đúng không ạ? Thì đối với ngắn hạn thì nên giảm margin sớm để đỡ lo lắng. Nhỡ có trường hợp quá xấu xảy ra. Đúng không ạ? Còn khuyên nhà đầu tư không nên full margin. Còn nếu mà dài hạn mà full margin thì tức là cũng hơi sai chiến lược. Thì rủi ro cũng cao. Nhưng mà đối với nhà đầu tư dài hạn kiên nhẫn được thì nên nên giảm margin về mức thấp hơn khi thị trường chứng khoán có dấu hiệu phục hồi. Không phải quá vội. Và dài hạn thì tất nhiên phải lựa chọn những cái cổ phiếu bền vững vững chắc rồi. Thì những cổ phiếu họ cũng sẽ yếu ít hơn. Tiếp theo, đối với người có tỷ trọng cổ phiếu tương đối cao từ 90-100% thì ngắn hạn là rủi ro trung bình cao. Và việc cần làm lúc này là cơ cấu lại danh mục đầu tư, xem xét lại danh mục đầu tư của mình để cơ cấu, để cơ cấu cho nó phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì lúc thị trường chứng khoán bật lên ấy thì những nhà đầu tư ngắn hạn có thể thu lợi nhuận lớn. Thì họ lên cơ cấu vào những cái cổ phiếu có năng lực gọi là có thể bật đợt bật mạnh. Còn ngược lại có thể hạ những cổ phiếu y chậm chậm. Và về dài hạn thì sao? Đối với người có tỷ trọng cổ phiếu cao thì nếu là một nhà đầu tư dài hạn thì rủi ro nó ở mức trung bình. Và nên duy trì danh mục hiện tại. Nhưng với điều kiện là các doanh nghiệp trong danh mục phải hoạt động kinh doanh tốt cơ. Vì dài hạn là phải cổ phiếu chạy vì kinh doanh mà. Còn nếu dài hạn mà chọn những cái cổ phiếu lái thì hỏng rồi. Sai rồi. Thì phải dẹp nó đi. Đúng không ạ? Và giải ngân thì phải theo kỷ luật về định giá cổ phiếu. Hấp dẫn thì giải ngân. Hoặc là anh chị có thể bổ sung thêm tiền là rất tốt đối với những nhà đầu tư dài hạn. Để nếu có cơ hội giảm thì mua thêm không sao cả. Bởi cũng giống như các quỹ ETF ấy, hay là các cái chiến lược ấy, thì đầu tư là khoảng 90-99% cổ phiếu. Và cố gắng chúng ta lựa chọn những cổ phiếu tốt để thành ra lúc xuống thì chúng ta xuống bằng thị trường hoặc ít hơn thị trường. Lúc lên thì chúng ta tăng bằng thị trường hoặc cao hơn thị trường. Thế thì về mặt lâu dài chúng ta sẽ được hưởng lợi về chiến thắng thị trường. Đó. Chứ không phải là cứ full 90% cổ phiếu là không tốt đâu. Không phải. Tiếp theo, đối với nhà đầu tư tỷ trọng cổ phiếu thấp thì rõ ràng nhìn chung đây là một cơ hội tốt. Ngắn hạn thì rủi ro tương đối thấp bởi vì họ cầm nhiều tiền. Và rủi ro ở đây xin trao đổi với anh chị là sự biến động của giá cổ phiếu chứ không hẳn là rủi ro là mất tiền. Đó. Thứ hai là hãy tập trung vào những cổ phiếu có sức bật mạnh khi thị trường chứng khoán trở lại. Đấy là những nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu thấp mà đầu tư ngắn hạn. Thì phải tập trung vào những cái cổ phiếu có độ beta cao, tức là khi thị trường bật lại nó sẽ tăng rất mạnh. Hãy tập trung vào những cổ phiếu ý. Và cân nhắc mua thêm vào lúc thị trường chứng khoán cân bằng lại giữa cung và cầu. Bởi vì riêng ngắn hạn thì bắt đáy là không đúng. Cố gắng bắt đáy là không đúng. Bởi vì không biết đâu là đáy cả. Nhớ nó giảm tiếp lại cắt lỗ rồi. Thế thành ra ngắn hạn thì tốt nhất là đợi thị trường chứng khoán cân bằng. Cân bằng trở lại. Khi ổn định trở lại thì bắt đầu lựa những cái cổ phiếu có thể tăng tốt khi thị trường chứng khoán bật lại. Còn tiếp theo, đối với những người có tỷ trọng cổ phiếu thấp mà muốn đầu tư dài hạn ấy, mà đầu tư dài hạn ấy, thì rủi ro thứ nhất là thấp. Thứ hai là họ tập trung vào những cái cổ phiếu cơ bản tốt thay vì là những cổ phiếu mà có khả năng bật lại tốt ngay trong ngắn hạn. Và tập trung vào những cổ phiếu cơ bản tốt. Đầu ngành. Cơ bản tốt này, đầu ngành này. Và có định giá rẻ hơn so với trung bình lịch sử của các cổ phiếu đó. Đấy là đối với nhà đầu tư dài hạn, tỷ trọng cổ phiếu thấp. Đó, thì đây là những cái cơ hội săn những cái cổ phiếu hàng đầu, định giá rẻ hơn so với trung bình nhé. Nhớ là phải rẻ hơn trung bình thì mới mua nhé.
Được chưa? Rồi tiếp theo giải ngân theo kỷ luật. Hoặc tận dụng lúc các cổ phiếu mục tiêu chúng ta đang ngắm có giảm mạnh trong các phiên tới, giảm mạnh trong phiên có thể tham gia mua. Đấy. Còn nhiều anh chị hỏi là ông khuyến nghị tỷ trọng lúc này lên bao nhiêu? Thì lại phụ thuộc vào từng nhà đầu tư, làm sao mà phù hợp tất được. Đối với những có những nhà đầu tư chưa bao giờ là không mới gìn cả, lúc nào mới gìn. Thế thì bảo là tỷ trọng của ông hợp lý là 70% cổ phiếu à? Sai bè bè. Còn mấy công ty chứng khoán hay nói là nhà đầu tư nên cân nhắc 60% cổ, 40% tiền bốc phép. Danh mục của họ cũng phun, các quỹ của họ toàn phun tối thiểu 90-99%. Lấy đâu ra 60-40%? Đây là cách cái nói để 50-50 cho nó vui. Rồi nhiều ông lại lên truyền hình lại bảo là tỷ trọng cổ phiếu lúc này của tôi 30%, 70% tiền. Xin thưa mấy anh bạn, các bạn. Nên như thế các nhà đầu tư ấy, hiếm khi có tỷ trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nếu làm thế là chúng ta đánh bạc trên thị trường chứng khoán rồi. Vì sao lại vậy? Chúng ta không gắn vào cái tài chính cá nhân, không gắn vào phân bổ tài sản. Đúng không? Anh chị phân bổ và gửi tiết kiệm thì anh chị gửi, ví dụ bỏ 100 triệu vào tiết kiệm thì phải gửi cả 100 triệu tiết kiệm chứ. Chả nhẽ này tôi để gửi 30 triệu tiết kiệm, 70 triệu tôi để tiền không, để lúc khác tôi gửi tiết kiệm. Tương tự cho vào cổ phiếu chẳng hạn, đối với những nhà đầu tư dài hạn khác, họ phun cổ phiếu nó bình thường. Được chưa? Đấy là câu chuyện như thế. Thế thành ra cái việc là tư vấn hay chia sẻ nó phù hợp như nào phải dựa vào trạng thái tài khoản như thế nào. Rồi là đặc điểm đầu tư, đặc tính đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì lúc ý mới có được phù hợp, vừa có danh mục phù hợp, vừa có tỷ trọng phù hợp. Đúng không? Thì đấy là cái câu chuyện như vậy. Còn đối với những nhà đầu tư bảo ngại rủi ro hẳn ấy, 3% cổ 7% tiền, thế thì vác đi gửi mua trái phiếu hết đi, lại lợi suất bây giờ vẫn 10% cao mà, để 100%. Nhiều trái phiếu bây giờ an toàn lắm. Đúng không? Thì đấy là trao đổi của anh chị. Đây, hành động này, xin mời anh chị xem lại. Anh chị xem mình thuộc đặc điểm nào, full margin hay là tỷ trọng cổ phiếu cao hay là tỷ trọng thấp. Rồi là anh chị ngắn hạn hay dài hạn thì có những cái kịch bản hành động gửi đến anh chị đây. Tham khảo. Đó. Tiếp theo thì AZFIN cũng, vì AZFIN cho rằng AZFIN đánh giá quan điểm AZFIN xác suất cao hơn là thị trường trong thời gian tới sẽ có một cái sự gọi là cần thời gian để ổn định lại, để tích lũy lại, ổn định là margin, ổn định tâm lý, ổn định về mặt điểm số, ổn định về mặt rất nhiều thứ, rồi cái xác suất để có thể là sau đó tăng là cao hơn, do cho rằng là cái vĩ mô của chúng ta đang tích cực dần, tích cực dần, từ đó góp phần thúc đẩy cái kết quả kinh doanh doanh nghiệp. Vậy AZFIN cũng dự báo rằng quý 4 2023 thì kết quả kinh doanh các doanh nghiệp có khả năng tăng rất mạnh. Nếu xét mà quý trên với quý cùng kỳ thì quý 2 vừa rồi tuy vẫn giảm nhưng đã có dấu hiệu cải thiện so với quý 1. Còn nếu xét quý trước so với quý sau thì đã tạo đáy kết quả ở quý 4 năm 2022. Đó, và từ quý 3 thì khả năng cao là vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng yếu, nhẹ, chưa mạnh. Quý 4 thì AZFIN cho rằng sẽ mạnh hơn.